Xin chào các anh ạ, đến với video số 308 của kênh đầu câu Tokyo Japan nhé. Clip sáng nay em muốn xả cho mình nguyên một lô cần rút nha mấy anh. Combo 2 cần không thôi nha mấy anh. Có một cây cần lục rút nha, lục rút phíp đến từ hãng Daiwa, đẹp keng cho mình luôn ha. Đấy. Và tất cả đều là cần rút combo 2 cần nha mấy anh. Giá tầm khoảng là 200 cho tới 390 thôi nha. Giá rẻ bất ngờ cho mình luôn ha. Phụ kiện thì em sẽ lên một vài phụ kiện cước này, lưỡi câu cho mình luôn nha. Và máy thì em sẽ lên một vài con máy kim loại và máy carbon cho mình nha mấy anh. Rồi, em xin lên phụ kiện trước nhé. Phụ kiện mã số 1 thì em gửi đến anh đó là lưỡi PVLC nha, lưỡi săn hàng đánh bắt cá lớn cho mình ha. Cái loại lưỡi này thì em ghép combo gồm 3 size, size số 10, 11 và 12 nha. Size số 10 thì tầm khoảng 3 ô rưỡi tập, size số 11 4 ô và size số 12 là 4 ô rưỡi nha. Lưỡi thì có đầu bo tròn, có ngạnh sắc bén nha, rất là nhạy cá và khó sảy cá cho mình. Một hộp như này là hơn 300 lưỡi nha anh, rất là nhiều lưỡi cho mình luôn ạ. Đấy, lưỡi thế này là lưỡi câu biển này, câu cá tra sông, câu cá chim, hồ dịch vụ đều được hết luôn nha mấy anh. Cái loại này khách phản hồi rất là tốt, một combo rất là nhiều luôn nha. Mình đi câu không hết thì mình chia cho anh em bạn bè đi câu chung vẫn được luôn nha mấy anh. Mua một lần xài được rất là lâu. Combo mã số 1 em bán với giá là 100k nha, mã số 1 100k. Mã số 2 thì em gửi đến anh đó là cước tim Daiwa, hàng nội địa Nhật nha. Loại này đường kính 0.35mm, tại tương đương với size cước số 5, tải cá 10kg cho mình ạ. Đấy, nó có cái màu riêng như này nha. Mỗi một cuộn là 100m thì em ghép 3 combo 3 cuộn lại với nhau là 300m nối liền, không có cắt rời ra đâu nha. Xài tới đâu cắt tới đó ạ. Combo mã số 2 ạ, em bán với giá là 100k nha. Combo mã số 2 100k, mã số 2. Combo mã số 3, mà số 3 thì em gửi đến với anh đó là cái loại này ạ. Cái loại này là 0.35 luôn, tải cá 10kg cho mình. Đường kính là 0.35, tương đương với size cước số 5. Cước này là cước su fix nha mấy anh. Cái loại này nó có cái màu trắng trong nha, màu trắng trong và xuống nước tiệp với màu nước cho mình luôn. Combo mã số 3 em bán với giá là 100k 300m dây luôn nha mấy anh. Mã số 3 100k 300m lận nha. Mã số 4. Số 4 thì em gửi đến anh đó là cước su fix, đường kính 0.4mm ạ. Tương đương với size cước số 6, tải cá 14kg cho mình. Loại này này nó có cái màu rêu nha. Và 3 cuộn là 300m nối liền nhau, không cắt rời nha. Em vẫn bán với giá là 100k. Combo mã số 4 100k cho cái loại cước này nha. Dẻo dai, mịn, chống xoắn dây, chống mài mòn dây cho mình luôn nha. Loại này khách xài phản hồi rất tốt. Khách mua nguyên một cây 10 cuộn 1000m luôn nha mấy anh. Đấy, mua xong rồi là đặt thêm size 0.35 này, 0.4 và 0.45. Mua mỗi một cuộn là một cây 10 cuộn như này nha, một cây 10 cuộn 1000m luôn nha. Xài rất là ok nha, giá rẻ mà xài rất là êm ạ. Combo mã số 4 em bán với giá là 100k, mã 4 ạ. Mã số 5 thì em gửi đến anh đó là cái này là cước Daiwa, đường kính là 0.285, tương đương với size cước số 3 nha. Mỗi một cuộn là 500m, có tem nhập khẩu rõ ràng đầy đủ, có made in Japan luôn, khỏi phải sợ hàng trôi nổi nha. Loại này phản hồi rất là tốt luôn. Đây, đường kính là 0.285, tương đương với size cước số 3, tải cá tầm khoảng 5-7kg cho mình nha. Cước này là cước nguyên siêu, chưa qua sử dụng nha. Sợi cước kéo ra một sợi nó rất là trong nha, không có bị lộ gì hết nha mấy anh. Rất là ok ạ. À, combo mã số 5 ạ, 500m dây như này em bán với giá chỉ 130k thôi. Mã số 5 130k, mã 5. Mã số 6 thì em gửi đến anh đó là một cái này đây nè mấy anh. Đó, cái này là loại 1.5 nha, để lua rất là ok, tải cá tầm khoảng là 5,4kg nha. Thế em ghép combo 2 cuộn như này là tổng thể là 1000m nha. Mỗi một cuộn là 500m thì 2 cuộn là 1000m nha mấy anh. Đây, em lấy ra cho mình xem nha. Đây, sợi cước này nó có cái màu riêu nha, màu riêu. Và sợi cước rất là mịn, dẻo dai cho mình luôn nha. Rất là dẻo dai cho mình luôn ha. Đấy, khá là ok. Loại này đi câu lua rất là êm luôn nha mấy anh. Ra dây nhanh và thu dây nhanh, tại vì nó mỏng nha. Để mình quăng dây cho nó nhanh nha mấy anh. Đấy, cái này câu cá tầm khoảng là 5,4kg nha, câu bè nè, câu tôm đồ được hết luôn nha mấy anh, câu rua. Đấy, combo mã số 6 2 cuộn như này nhá, 1000m ạ. À, em bán với giá là 119k cho cái combo này nhá. Mã số 6 119k cho hai cái loại cước này nha. Mã số 6 119k. Mã số 7 thì em gửi đến anh đó là một con máy kim loại nha. Con này đến từ hãng Daiwa Sibinter XT900B. Con này đẹp keng nha mấy anh, màu nước sơn sáng bóng cho mình luôn nè. Con này em cầm quá là thích tay nha. Con này thì nó có cái size thực tầm khoảng là 5000, còn cước số 4 là được 190, cước số 5 là 150 nha. Cối carbon, thân là hợp kim luôn. Mô bin sóng, tiếng kêu lưỡi gà con nè, cần gạt, con lăn,
Mô bên sống tiếng kêu lưỡi gà còn ạ. Cần gạt con lăn đổi tay quay trái phải đều được nha mấy anh. Mắt Inzaban nha, con này độ mới còn cao hơn 90% nha. Hoạt động máy này đa số mấy con máy này nó sẽ khỏe hơn mấy con máy carbon nha. Đấy, nồi đồng cối đá siêu bền siêu khỏe và tải cá rất là ok, câu ngâm lăn xê câu sông đều được hết luôn nha mấy anh. Con máy mã số 7 à, em bán với giá là 330k cho con máy này nhá. Mã số 7 330k mã 7 ạ. Mã số 8 thì em gửi đến anh đó là một con máy đến từ hãng Shimano Mixjack 800 ạ. Con này là hợp kim nguyên khối nha. Vào cước số 5 là được 170m, xây thực 7.000 ạ. Xây thực 5.000 nhưng mà anh em nhầm, xây thực 5.000. Radio là 3.4 nha. Màu phôi thì cũng còn khá là ok. Con này có radio là 3.4 ạ. Mắt Inzaban cho mình luôn. Mô bên sống tiếng kêu lưỡi gà còn nè. Còn gà. Con lan ạ, đổi tay quay trái phải đều được nhá. Mấy con này khỏe lắm ạ. Chốt chặn đảo tiêu đầy đủ nha. Hoạt động máy nhẹ tên à. Đấy. Con máy mã số 8 hoạt động tốt và xây thực 5.000, đến từ hãng Shimano nha. Em bán với giá là 420k cho con máy này nha. 420k nha mấy anh. Máy đẹp ken nha. Máy đẹp ken. Mã số 8 rồi. Mã số 9. Số 9 thì em gửi đến anh một con máy này đây ạ. À, một con máy Gold 6.000, xây thực 6.000. Còn có một con duy nhất thôi nha mấy anh. Đấy. Radio 5.2 này. Cối hợp kim, thân là carbon luôn. Đây. Cầu cước 0.35 là được 310m, 0.4 204 và 0.45 là 109 nhá. Mô bên sống tiếng kêu lưỡi gà con à, cần gạt. Con lăn đổi tay quay trái phải đều được, chốt chặn đảo chiều đầy đủ nhá. Máy chạy nhẹ nhàng luôn nha mấy anh, máy chạy nhẹ nhàng, chốt chặn đảo chiều đầy đủ. Con máy mã số 9 ạ, em bán với giá là 260k cho con máy này nhá. Mã số 9 260k, xây thực 6.000 ạ, mã 9. Mã số 10 thì em gửi đến anh đó là một con máy Yumoshi nha. Con này nó xây thực là 7.000 nha mấy anh, cái form của nó rất là to nha. Radio tận 5.5 cho mình ạ, cối hợp kim này, thân là carbon nha. Con này dọn kho còn thấy có một con đây mấy anh ơi, này mẫu cũ nó sót lại nha. Đấy. Mô bên sống tiếng kêu lưỡi gà còn ạ, cần gạt. Con lăn ạ, đổi tay quay trái phải đều được luôn nha. Ngoại hình cũng còn khá là ok này, có một vài vết xước dâm thôi. Đấy. Hoạt động máy đây ạ. Máy chạy nhẹ nhàng luôn nha mấy anh. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ cho mình ạ. Tay quay dạng có nút gập luôn nha. Tay quay dạng có nút gập rất là gọn gàng ha. Đấy. Rất là gọn cho mình luôn nha. Con máy mã số 10 ạ, mã số 10 xây thực 7.000 nha. Em bán với giá là 190k cho con máy này nha. Mã số 10 190k, xây thực 7.000 nha mấy anh. Còn một con em bán giá sale cho mình luôn nha. Đấy, anh nào nhanh tay thì chốt lệ giúp em nha. Mã số 11. Mã số 11 thì em gửi đến anh đó là một con máy này đây ạ. Một con máy chuyên lua tay quay đôi cho mình luôn nha. Thiết kế tay quay độc lạ luôn ạ. Con này xây thực tầm khoảng là 2.500 nha. Một con máy Takumi. Con này vào cước 0.17 là được 160m, 0.19, 145 và 0.24 là 115m nhé. Radio tận 5.2 và máy chạy 5 bạc đạn cho mình nha. Máy chạy 5 bạc đạn. Tiếng kêu lưỡi gà nghe rất là thanh nha mấy anh, rất là thanh. Cối là hợp kim, thân là carbon luôn. Mô bên sống nè, tiếng kêu lưỡi gà còn ha. Cần gạt. Con lăn ạ, đổi tay quay trái phải đều được nha. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ. Máy chạy nhẹ tên nha mấy anh, máy chạy nhẹ tên nè. Thắng này là thắng ABS luôn nha, thắng ABS. Đảo chiều. Máy đẹp ken cho mình luôn nha mấy anh. Và hoạt động rất là mượt mà. Con máy này chuyên lua nha. Lua khá là ok. Nhẹ mượt nè. Đấy, ga dây rất là nhanh cho mình luôn nha. Máy hoạt động êm mượt luôn. Anh nào mà mua con máy này thì em sẽ tặng thêm một cuộn dù rất là chất lượng nha. Dù X8 mệnh 8 sợi là với nhau khá là chắc chắn nha. Đấy. Dù này là dù 2.5 nha mấy anh. Senko. Có tem đầy đủ hết cho mình luôn nha. Mua một con máy tặng một dù. Đấy, em bán với giá là 550k và bao ship cho mình con máy này luôn nha. Mã số 11 ạ. Con máy này 550k em sẽ bao ship cho mình nha. Mã số 11 ạ. Sẽ bao ship ở trên một phiên live hôm nay thôi nha mấy anh. Đấy. Mã số 11 550k mua máy tặng dù ạ. Mã số 12 thì em gửi đến anh đó là một con máy này đây. Một con máy đuôi chuột Kaida. Con này cầm khá là chắc tay nha, cầm khá là chắc tay. Và tiếng đầu rắc vẫn còn luôn. Con này là cối hợp kim, thân là carbon nha. Đấy. Và tay quay dạng kim loại nha. Con máy chạy 8 bạc đạn nha mấy anh, 8 bạc đạn. Vào cước 0.25 là được 215m, 0.3 là 150m nha. Mô bên sống tiếng kêu lưỡi gà con nè.
Patio 5.2 nha. Cần gạt con lăng ạ, đổi tay quay trái phải đều được nha. Có nút xả nhanh cho mình luôn nha anh, có chế độ xả nhanh cho mình luôn. Máy hoạt động nhẹ tên nha. Có máy đẹp keng à, máy đẹp keng à. Đấy, thắng ABS cho mình luôn nha. Con này có thắng ABS nè, đảo chiều. Đấy, con này xây thực tầm khoảng là 3.500 cho tới 4.000 nha anh, 3.500 4.000, phơm gọn nhẹ cho mình luôn nha. Máy đẹp keng. Màu thì nó cũng không sáng quá nha, nên sẽ ít dễ bị dơ nha anh, ít bị dơ. Và đi theo kèm một con máy này đó là một cái cối carbon nha. Anh nào mà thích cối carbon nó đi theo để kháng mặn thì thay cái này vào nha. Câu biển thì thay cái cối này vào, còn câu sông hay gì ha, mình muốn tải khỏe thì mình để cái cối hợp kim này mình xài nha. Đấy, thông số thì vẫn như nhau nha mấy anh. Đấy, mua máy tặng thêm một cái cối. Em bán với giá là 350k cho con máy này nha, 350k. Mã số 12, 350k cho con máy này ạ. Mã 12, con máy chạy 8 mạch đạn và con máy đuôi chuột Kaida. Mua một con máy thêm một cái cối nha, khá là ok nha mấy anh. Mua một mà được hai luôn nha, xài được ở tất cả như là vùng nước ngọt, nước mặn luôn nha. Cối carbon thì nó sẽ kháng mặn cho mình nha. Đấy, còn cối kim loại thì sẽ đi câu sông được, rất là khỏe nha. Rồi, em hết máy rồi, em qua cần nha. Cây cần mã số 1 thì em gửi đến anh đó là một cây cần lục nha. Đấy, em có duy nhất một cây cần lục này nó về đây. Đây, cái này là đến từ hãng Daiwa, chiều dài 3m6 nha mấy anh. Và nó còn cái nắp đi theo luôn nè, đầy đủ nha. Cây này thì nó có cái ngọn là 3.5 nha. Và cái đường kính nóng góc của nó là 28.5 nha mấy anh, 28.5. Đây, cái đường kính nóng góc là 28.5. Thân to cho mình nha, cây này thân to nha mấy anh, thân to ạ. Đấy, đến từ hãng Daiwa, chiều dài 3m6, vàng khoen đẹp keng cho mình nha. Cái nắp này là nắp Daiwa luôn nha mấy anh, không phải là nắp ấy đâu nha. Đây, có chữ Daiwa cho mình luôn nha, nắp zin của nó nha. Cái này là cây full fit nha mấy anh. Ngọn của nó là, để em xem nào, 3.5 nha, ngọn to cho mình nha. Vàng khoen rất là uy tín nha, cái này là khoen chạy chứ không phải nó bị sứt râu ra đâu nha mấy anh. Khoen chạy cho mình ha. Đấy, ngọn 3.5. Vàng khoen cây này độ mới còn cao nha, tầm khoảng hơn 90% luôn ạ. Màu phôi thì đẹp sáng bóng cho mình luôn. Đấy, thiết kế khoen này, khoen nào cũng đẹp cho mình luôn nha. Khoen này là khoen chạy nha mấy anh. Màu phôi đẹp lắm mà chỉ có một cây duy nhất thôi nha mấy anh. Một cây cần lục nha, một cây cần lục rút Fit Daiwa, đẹp keng cho mình ha. Vàng khoen thì khá là ok luôn ạ. Đấy, này to này, mà còn đẹp sáng bóng luôn nha. Đấy, cái phôi thì không có bị trầy xước gì luôn, rất là đẹp luôn. Cây cần mã số 1 hoặc một cây cần lục fit chính hãng đây qua. Em bán với giá là 350k cho cây cần này nhé. Chiều dài 3m6 nha mấy anh, chiều dài 3m6, bát là bát kim loại nha. Kẹp keng cho mình ha, ngọn 3.5, ngọn to cho mình nha. Đây, nắp hãng cho mình luôn nha, nắp chính hãng đây qua cho mình luôn. Nguyên một bộ của nó còn đầy đủ nắp này. Đẹp keng ha, màu phôi đẹp sáng bóng. Cây cần mã số 1 em bán với giá là 350k cho cây cần này nhé, 350k. Mã số 2 thì em gửi đến anh đó là một cặp cần nha, một cây 2m7 nha anh, 2 cây 2m7. Một cây nó có cái ngọn là 2.5 và cây này nó có cái ngọn là 2.6 nha, 2.5 và 2.6. Màu phôi đây ạ. Một cây là bát vặn, một cây bát gập nha, một cây bát vặn, một cây bát gập. Màu phôi đẹp này cho mình ha. Đấy, đây em ra cần cho mình xem luôn nhé. Đấy, một ngọn 2.5 và một ngọn 2.6 và ngọn to cho mình luôn nha, ngọn to. Vàng khoen thì nó chỉ bị cũ thôi chứ không có bị rỉ nha mà, bị cũ thôi chứ không có bị rỉ. Màu phôi thì cũng còn khá ok, đẹp sáng bóng cho mình luôn nè. Màu phôi đẹp sáng bóng cho mình ha, khá là ok. Cần hôm nay cũng đẹp lắm nha mấy anh, không có bị cũ quá đâu ạ. Đấy, combo mã số 2 là hai cây cần như này nhé. Em bán cái giá là 200k nha mấy anh, 200k hai cây quá rẻ cho mình luôn nha. Đấy, 200k hai cây như này nhé, chiều dài 2m7 nha mấy anh. Hai cây 2m7, một cây bắt gặp này, một cây bắt vặn cho mình luôn nha. Cái này người ta xịt sơn nó bị dính vô hay gì mấy anh ơi, chứ không phải là bị bong tróc gì đâu nha, xịt sơn nó bị dính vô ấy. Hai cây như này nhé, 2m7, 200k mã số 2. Mã số 3 thì em gửi đến anh đó là một cây 3m6 và một cây 2m7 nha. Một cây ngọn 2.6 và một cây này nó có cái ngọn là 2.4 ạ. Đấy, cái cây ngọn này là vàng khoen kim loại nè, và cây này là vàng khoen loại sứ nha. Một cây 2m7 và một cây 3m6 nha, và bát là bát vặn hết cho mình luôn nha, bát vặn hết nè. Một ngọn 2.6 và một ngọn 2.4. Màu phôi thì cũng còn sáng bóng, có cái tem dán trên đây nhìn dễ thương nè, cô tem phô mai que. Đây, em
ra cần cho mình xem luôn nhé. Đây ạ, cái này là ngọn 2 ly 6 đây, còn này là ngọn 2 ly 4 đây. Đấy, cái chỗ này là khách người ta quấn chỉ lại à, à chủ cũ họ quấn chỉ lại để cố định được cỡ chỗ cái khoen nó luôn nha mấy anh, khá là ok à. Đây quấn thêm cái chỗ này nha, không phải vì dập gãy lóng gì đâu, người ta quấn thêm để mà cố định lực thôi. Đấy, màu phôi còn đẹp nha, mà sao em thấy nó giống như zin vậy đó, chứ không phải người ta làm thêm. Đẹp ghen nha mấy anh, màu nước sơn sáng bóng luôn nè. Đấy, màu nước sơn khá là đẹp cho mình luôn. Đấy, cặp cân mã số 3, cây 2m7 và một cây 3m6 nha. Em bán cái giá là 200k luôn nha mấy anh, 200k cho cặp này ạ. Đấy, 200k nha. Mã số 3, 200k cho cặp này ạ, mã số 3. Mã số 4 thì em gửi đến anh đó là một cặp này đây. Một cây đến từ hãng Zepi nha. Một cây đến từ Paradis nha mấy anh. Cây này hàng nội địa Nhật luôn. Quá ok. Chiều dài 2m4 nè, cây này 2m7 nha. Một cây 2m4 và một cây 2m7. Dàn khoen thì loại sứ hết cho mình luôn nha. Dàn khoen loại sứ cho mình nè. Đây cũng còn khá ok. Đấy. Một ngọn 2 ly 2 và một ngọn 2 ly 1 nha. Một ngọn 2 ly 2 và một ngọn 2 ly 1. 2m4 và 2m7. Màu phôi thì cũng còn đẹp sáng bóng hết cho mình. Chỉ có bị trầy xước sơ thôi chứ không có bị vấn đề gì nhiều nha. Đấy, ghép combo nha, rẻ cho mình ha, về mình tập câu, câu giải trí nha. Lâu lâu đem đi câu vẫn được nha, giá rẻ nè, đỡ phải phí nha. Đấy, màu phôi cũng còn sáng cho mình luôn nè, cũng còn đẹp ghen nha. 2m7 và 2m4 nha mấy anh, 2m7 và 2m4. Màu phôi đẹp sáng bóng. Chỉ bị trầy xước nhẹ thôi nha, hàng bãi mà. Đấy, vấn đề đó khó tránh khỏi nha mấy anh. Màu phôi cũng còn sáng, đẹp ghen cho mình. Đây, nó bị trầy nhẹ như này nha. Đấy, không có phạm vào lóng nha, chỉ bị màu nước sơn thôi nha. Combo mã số 4 mà em bán với giá là 200k cho cái combo này luôn nha. Mã số 4 200k cho cái combo này. Một cây 2m7 và một cây 2m4 nha. Mã số 4 200. Mã số 5 ạ. Mã số 5 thì em gửi đến anh đó là một combo 2m4 và cây này như 2m7. Một cây 2m4 và một cây 2m7 luôn. Một cây là bát vặn, một cây là bát gặp cho mình luôn ha. Dàn khoen thì khoen loại sứ hết cho mình luôn nha. Dàn khoen cũng còn khá là ok. Đây, cây này hơi cũ nhẹ thôi chứ không có bị rỉ. Tay cầm đây ha, một cây cán mút, một cây carbon cho mình luôn. Phôi fit nha, fit. Một ngọn là 2 ly 2 và một ngọn là hai cây là đều 2 ly 2 cho mình luôn nha mấy anh. Hai cây đều 2 ly 2. Đây em ra cần cho mình xem luôn nha. Đây, màu phôi này. Cũng còn khá là đẹp nha mấy anh. Màu xám nha, xám lông chuột. Hai ngọn 2 ly 2 hết à. Còn cây này ánh tuyến đẹp ghen nha. Có vết xước lông mèo nha, cây này bị vết xước lông mèo theo thời gian nhưng không đáng kể à. Còn lóng này nữa. Đấy, cây này quá đẹp. Đây, combo mã số 5 à. Combo mã số 5 hai cần, một cần 2m4 và một cần 2m7 nha. Em bán với giá là 200k cho cái combo này luôn nhé. 200k, mã số 5 200k. Mà số 6 thì em gửi đến anh đó là một cây 2m4 và một cây 2m7 cho mình luôn nha. Một cây 24 hay cây 27. Đấy, ghép vậy cho mình dễ chơi ha. Đặng có cây ngắn cây dài luôn nha mấy anh. Một ngọn 2 ly 4 và một ngọn 2 ly 2 nha mấy anh. Cây này thì dàn khoen của nó là khoen kim loại và cây này là dàn khoen loại sứ nha. Đấy, màu phôi thì cũng còn khá ok. Bát vặn hết nha mấy anh. Bát vặn hết cho mình luôn ạ. Tay cầm đây, và cái lưỡi cây này nó còn cái lớp bọc nha, nó còn mới nha mấy anh, còn mới ken à. Đây em ra cần cho mình xem luôn nhé. Một ngọn 2 ly 4 và một ngọn 2 ly 2 nha mấy anh. Đây, em ra cần cho mình xem luôn nhé. Màu phôi của cái cây màu xanh vẫn còn đẹp nha mấy anh, đẹp ken à. Khoen kim loại thì mình câu thì nó sẽ đỡ bể sứ nha, đỡ bể sứ. Đấy, màu phôi cũng còn đẹp, cây màu trắng thì nó hơi bị trầy xước sơ nha mấy anh, trầy xước sơ và cái cây màu xanh vẫn còn đẹp ken, bù qua xước lại nha. Combo mã số 6 mà em bán với giá là 200k luôn nha. Mã số 6 200k, mã 6 ạ. Là một cây 2m4 và một cây 2m7 nha mấy anh. Mấy cây này câu ngâm xong ha, câu nhẹ, câu ngâm xong nhẹ được nha mấy anh. Số 6 rồi, tới số 7 đây ạ. À. Mã số 7 nha mấy anh.
Mà số 7 thì em có 2 cây 2m7 nha, 2 cây 2m7. Và vàng khoen của một cây là vàng khoen kim loại nha, một cây là khoen loại sứ, một cây khoen kim loại và một cây khoen loại sứ nha. Ngọn của nó là 2.6 và 2.5 nha, nhanh ngọn to cho mình luôn nha. Đây màu phôi vẫn còn đẹp ha, ngoại hình cũng còn khá là ok nè. Bát là bát vặn cho mình luôn. Đây tay cầm như vậy nha. Màu phôi cũng còn đẹp. 2.5 và 2.6 nha, 2.5 2.6. Chiều dài tổng thể 2m7 hết luôn ạ. À. Màu phôi cũng còn khá là ok. Đây em ra cần cho mình xem luôn nha. Ngọn to cho mình luôn nha, cây này ngọn to, con sông khá là ok này, ngắn thì sẽ cái độ cứng nó sẽ cao hơn đấy. Màu phôi đẹp nha mấy anh, màu phôi đẹp sáng bóng cho mình luôn đấy, còn đẹp keng nha. Combo mã số 7 hai cần như này nhá, combo mã số 7 em bán với giá là 200k cho cái combo này nhá, mã số 7 200k mã 7 nha, hai cây 2m7 nha mấy anh. Cái này cái dàn khoen này hơi bị rỉ nhẹ nhưng mà cái phôi còn đẹp lắm nha mấy anh, còn đẹp lắm. Mình về mình vệ sinh lại thôi đấy, có gì bảo dưỡng thì phụ thì em thêm nhé. Combo mã số 7 bán với giá 200k mã 7. Mã số 8, số 8 thì em có một cây này đây ạ. Một cây này là đến từ hãng Romarin nha, chiều dài 2m7 cứng 20 và cây này 3m3 nha, một cây 2m7 và một cây 3m3. Cái này thì cái khoen của nó hơi bị rỉ nhẹ nha, em sẽ đền bù cho mình cái cây này dài hơn một chút xíu cho dàn khoen nó đẹp nha, bù qua sức lại nha mấy anh. Và nó có cái màu xanh hết luôn nha. Bát là bát vặn và bát gập. Một cây thì nó có cái ngọn là, để em nãy em ghi đâu mất tiêu. 2.1 và một cây ngọn 2.5 nha. Cây này 2.5 nè, cây này 2.1 nha. Cây 3m3 là 2.1. Đấy, một cây tay cầm dạng cán mút nha. Cây 3m3 dạng cán mút. Cây 3m3 còn đẹp keng nha mấy anh. Bù qua cây 2m7 cho mình nhé. Đấy. Dàn khoen đấy nó bị dày hơi vẫn câu được nha mấy anh, không phải là bỏ luôn đâu nha. Đây em ra cần cho mình xem luôn nha. Màu phôi còn đẹp thôi, do chủ cũ họ không có bảo quản kỹ á, chắc để nó bị thấm nước lâu ngày nên là nó hơi bị rỉ nhẹ thôi. Chứ màu phôi nó còn đẹp chắc là cũng ít đi câu này nên là không có chịu bảo quản. Mình về mình bảo trì bảo dưỡng lại nó sẽ ok hơn nha mấy anh. Màu phôi cây 3m3 đẹp quá. Cây 3m3 còn sáng trưng luôn nha. Mã số 8 nha anh, mã số 8 em vẫn bán với giá là mã số 8 em bán với giá là 300k cho cái combo này nha, mã số 8 300k. Thôi cây cặp này em sale 250 đi. Mã số 8 250 ạ, mã 8 250 đem sửa lại. 250. Rồi. Một cây 2m7 và một cây 3m3 nha, 250 mã số 8. Mã số 9. Mã số 9 thì em có một cây 2 cây 36 luôn nha, 2 cây 36 nè, tới được khổ dài hơn nè. Ngọn 1.9 và một ngọn 2 ly nha, vàng khoen đây ha, nó hơi bị rỉ nhẹ thôi chứ không có vấn đề gì to tát đâu nha mấy anh. Màu phôi thì cũng còn khá ok, có bị trầy xước sơ thôi. Đấy, bát gập nha, bát gập, bát kim loại bát gập và tay cầm này ha. Đấy, em ra cần cho mình xem luôn nhé. 2 cây 36 nha mấy anh, 2 cây 36 ạ. Chết rồi, có một cây nó bị ấy rồi, em đổi nha, em đổi. Ô mã số 9. Mã số 9 thì em gửi đến anh đó một cây 36 và một cây 4m5 nha. Một cây một ngọn 1.9 và một cây ngọn 2 ly nha, ngọn 2 ly. Và vàng khoen của nó đây hơi bị rỉ nhẹ nha anh, vẫn còn khá là ok cho mình luôn nè. Đấy. Màu phôi thì cũng còn đẹp keng cho mình luôn ha. Tay cầm đây ha, cắt. Phôi thì cũng còn khá là ok nha, đây em ra cần cho mình xem luôn nhé. Một ngọn 1.9 và một ngọn 2 ly nha. Cái này kéo xuống nha mấy anh. Màu phôi còn đẹp nha mấy anh, cái lóng mái phía bên trong vẫn còn đẹp nha. Cái này nó về em chưa vệ sinh nè, nó hơi dính bụi nha, dính bụi chứ không phải bị gì đâu nha. Đấy. Cái này nó bị bông sơn nha mấy anh, bị bông sơn nhẹ ha, bị bông sơn. Combo mã số 9, một cây 4m5 và một cây 3m6 nha. Em bán với giá là 300k cho cái combo này nha, 300k. Mã số 9 ạ, mã số 9 hai cây như này nha, giá 300k quá rẻ cho mình luôn nha mấy anh. Chiều dài cao 3m6 và 4m5. Mã số 10. Mã số 10 thì em gửi đến anh đó là hai cây 3m6 nha. Đấy, màu phôi đẹp keng cho mình luôn ha, vàng khoen đây. Một cây là khoen kim loại, một cây là khoen loại sứ nha mấy anh, một cây khoen loại kim loại, một cây khoen loại sứ. Và màu phôi đây ạ. Phôi đẹp sáng bóng cho mình luôn nha, phôi đẹp sáng bóng. Bát là bát gạch và bát vặn cho mình luôn ha. Tay cầm đây. Cây cặp cần mã số 10 ạ, cặp cần mã số 10 nhé. Mã số 10.
nó có cái ngọn là 2 ly, 1 ly 9 và 1 ly 8 nha anh, 1 ly 9 và 1 ly 8. Đây em ra cần cho mình xem luôn nhé. Ngọn 1 ly 9 và 1 ly 8 đây. Màu phôi cũng còn khá là ok nè, phôi đẹp ghen cho mình nè. Đấy. Hôm nay cần cũng khá là ok, đẹp sáng bóng cho mình hết luôn nha. Cặp cần mã số 10 ạ, à, em bán với giá là 300k nha mam. Cặp cần mã số 10 300k. Hai cây chiều dài 36 nha, 300k cho cặp này ạ, à, mã số 10. Mã số 11. 11 thì em có hai cây 36 luôn mấy anh ơi, một cây màu tím và một cây màu vàng nha. Vàng khoen đây ạ, à, nó hơi bị rỉ nhẹ luôn. Đấy. Và cái phôi nó cũng còn khá là ok. Một cây ngọn 2 ly và một cây một ngọn 1 ly 7 nha. Bát là bát gặp hết cho mình luôn nha, bát gặp hết cho mình. Đây em ra cần cho mình luôn nha. Ngọn 2 ly và ngọn 1 ly 7 nha. Một phôi cũng còn khá là ok nè. Đẹp ghen sáng bóng cho mình ha. Cây này thì nó hơi bị bông sơn nhẹ nha. Đây. Cái lóng này cái cây phôi bên màu vàng đẹp hơn nha. Đẹp nhẹ. Combo mã số 11 ạ. À. Em bán với giá là 300k luôn nha. Mã số 11 300k. Mã số 11 300k cho hai cây cần như này nhé, mã 11. Mã số 12. 12 thì em có một cặp này đây ạ. À. Một cặp 3 m nha, 3 m. 3 m màu phôi còn đẹp ghê nha. Một cây thì một ngọn 3 ly 3 và một ngọn 2 ly 1, vàng khoen thì còn quá là sáng cho mình luôn nè, rất là ok. Cặp này đẹp nha mấy anh, cặp này đẹp. Bắt gặp với bắt vặn nha mấy anh, có một cây tay cầm dạng tráng mút cho mình luôn. Đấy, khá là ok. Đây em ra cần cho mình xem luôn nhé. Một ngọn 3 ly 3 và một ngọn 2 ly 1. 3 ly 3 và 2 ly 1. 3 m nha. 3 m nha mấy anh. Đem ra cần cho mình xem luôn nhé. Đấy, ngọn to nha, cây này đi câu sông khá là ok nè. Đánh cá to. Một phôi đẹp sáng bóng cho mình luôn. Đấy. Combo mã số 12 nha, mã số 12, phôi đẹp ghê nha, màu sáng bóng luôn. Em bán với giá là 300k cho cặp này luôn nha. 300k mã số 12. À, 300k nha, chiều dài 3 m nha nha. 3 m cho mình ạ, à. 300k mã 12. Mã 13. 13 thì em gửi đến anh đó là hai cây này đây ạ. À. À, một cây là 3m3 và một cây 3 à một cặp 3m3 luôn, ngọn 2 ly 3 và ngọn 2 ly 4 nha. Em cũng xoay lại cho mình dễ xem. Đấy, hai cây 3m3 nha, hai cây 3m3 này. Vàng khoen thì cũng còn khá là ok, sáng bóng cho mình luôn. Đấy. Hai cây bắt gặp hết nha mấy anh, hai cây bắt gặp hết cho mình luôn nè, bắt gặp hết. Màu phôi thì cũng còn khá là ok. Đem ra cần cho mình xem luôn nhé. 2 ly 4 và 2 ly 3 nha, 2 ly 4 và 2 ly 3. Cũng to hả? Phôi đẹp ghen ha, sáng trưng luôn mấy anh. Màu phôi sáng bóng luôn. Đấy, quá là đẹp cho cái cặp này. Combo mã số 13 em bán với giá là 350k cho cặp này nhé. Cặp này quá đẹp mấy anh ơi. Đấy, 350k nha. Mã số 13, 350k, mã 13. Mã 13, 350k. Và 3m3 nha mấy anh, 3m3, 350k. Vàng khoen còn đẹp, phôi sáng bóng luôn. Mã số 14 thì em gửi đến anh đó là một cặp 36 nha, một cặp 36. Đấy, hai cây đây, vàng khoen đây. Cây này thì nó có cái bát là bát gặp cho mình luôn nha, bát gặp. Một ngọn 3 ly và một ngọn 2 ly 9 nha anh, một ngọn 3 ly và một ngọn 2 ly 9. Đấy, anh nào mà thích con ngọn to cây này khá là ok nè. Một ngọn 2 ly và một ngọn 3 ly. 2 ly 9 và 3 ly nha. Màu phôi sáng bóng cho mình ha. Nó hơi bị rỉ ở vàng khoen thôi chứ cái màu phôi nó còn đẹp nha anh, vàng khoen nó còn đẹp. Mã số 14 mà em bán với giá là 350k cho cặp này luôn nhé. Mã số 14 350k, mã 14 ạ, 350.
ngọn to nha mấy anh, ngọn to, hai cây 36 hết luôn nha, ngọn to, một ngọn 3 ly và một ngọn 2 ly chín nha. 350k cho cái cây này. Có một cây có cái bát Fuji, bát gặp FS7 nha mấy anh, vàng khoen Fuji cho mình luôn, loại sứ trắng. Mà số 15 thì em gửi đến anh đó là một cặp này đây ạ. Cặp này thì nó là 3m9 nha, một ngọn 2 ly 6 cho mình luôn, hai ngọn 2 ly 6. Vàng khoen cây này nó hơi bị rỉ nha, hơi bị rỉ. Đấy. Màu phôi thì cũng còn ok nè. Bị chày xước nha, chày xước theo thời gian. Hai cây 3m9 nha mấy anh. Ngọn 2 ly 6 hết cho mình luôn nha. Ngọn 2 ly 6. Đây, em ra cần cho mình xem luôn nhé. Màu phôi đẹp sáng bóng luôn nè. Nó hơi bị rỉ với vàng khoen thôi nha, chứ cái màu phôi nó còn khá là ok ạ. À. Em bán cái giá là 300k cho cái combo này nhé, do cái vàng khoen nó hơi bị rỉ nên em sẽ bán với giá 300 thôi nha. Mã số 16 300k, mã 16 ạ. 3m9 nha, hai cây 3m9 luôn nha anh. Mã số 17 thì em có một cặp này đây à, một cặp 36 và một cặp 3m9 nha. Vàng khoen thì còn đẹp keng cho mình hết luôn nè, vàng khoen còn đẹp keng nha. Màu phôi đẹp sáng bóng. Cây này thì nó có một ngọn là 2 ly 1 và một ngọn là nhiêu đây? 2 ly 5 nha, một ngọn 2 ly 1 và một ngọn 2 ly 5. Màu phôi đẹp sáng bóng, bát là bát kim loại, bát gặp cho mình luôn. Đây, tay cầm đây ha. Cũng còn đẹp keng nha mấy anh, còn đẹp keng à. Em ra cần cho mình xem luôn nhé. 2 ly 1 và 2 ly 5 nha. Combo này cái phôi đẹp quá. Combo mã số 17 là em bán cái giá là 300k cho cái combo này luôn nhé. Mã số 17 300k, mã 17 nha, một ngọn 3 ly 6 và một ngọn 17, một ngọn 3m6 và một ngọn 3m9. 2 ly 1 và 2 ly 5, 300k mã 17. Mã 18. 18 thì em có một cây này đây, đến từ hãng Olympic nha, chiều dài 36 nha, cây này cũng 36, phôi đẹp keng cho mình hết luôn nè. Cây này thì là vàng khoen Fuji, bát Fuji luôn nha. Đây, bát Fuji hết. À hai đúng rồi, cây này bát Fuji nè, cây này bát thường, bát gặp. Một ngọn 2 ly 3 và một ngọn 2 ly 2 nha mấy anh, một ngọn 2 ly 3 và một ngọn 2 ly 2. Màu phôi đây cũng còn khá là ok nha, hai cây đẹp keng cho mình luôn ha. Đây em ra cần cho mình xem luôn nha. Sáng bóng nha anh, cây này sáng bóng quá. Màu phôi đẹp luôn. Đấy, hai cây nha. Hai cây mã số mã nhiêu rồi đó? Mã số 10. Mã số 18. Em bán với giá là 350k cho cặp này nhá. 350k. Chiều dài là 3m6 hết nha mấy anh. Chiều dài 36 à, ngọn 2 ly 3 và ngọn 2 ly 2 nha. Hai cây này đẹp keng, có một cây có cái bát Fuji nè, bát gặp cho mình luôn ha. Vàng khoen Fuji luôn. Mã số 18 350k. Mã số 19. 19 thì em có cái cặp này đây. Hai cặp này là 45 nha, 4m5. Đấy, ngọn 1 ly 7 và ngọn 1 ly. Cái này là mấy anh biết không, cái này là vảy cá mà nãy em chùi nó chứa ra. Vệ sinh chứa ra nữa. Vàng khoen đây ha. Cái này nó hơi bị rỉ nhẹ thôi chứ không có vấn đề gì đâu nha mấy anh. Vẫn còn khá là ok, màu phôi đẹp cho mình luôn. Cái này mình về mình vệ sinh lại nha, nó cho nó hết cái mấy cái vảy cá này là đẹp nha mấy anh. Nãy em có lau sơ rồi mà nó chưa ra hết. Đấy, tay cầm đấy ha, cái chỗ nào mà nó có bị lỗi thì để em khắc phục rồi mới gửi cho mình nha mấy anh. Hai ngọn 1 ly 7 đây ạ. À, màu phôi đây 4m5 nha, hai cây 4m5 nha. Một phôi cũng còn đẹp nha, chưa có bị bong sơn gì luôn, cũng còn khá là ok cho mình nè. Đấy, mã số 19 đó, hai cây 4m5 nha, em bán với giá là 350k nha mấy anh.
đấy rất là rẻ nha. Thường thường một cây là đã bán 350, hôm nay xả kho luôn, ghép cặp hết, bán rẻ hết luôn nha, nhanh tay chốt luôn mấy anh ơi. Mã số 19, 2 cây 4,5 giá 350k. Mã số 20 thì em có một cặp cây siêu đẹp luôn đấy, chiều dài 4,4 và 4,5, chiều dài 4,4 và 4,5, màu phôi đẹp sáng bóng, đẹp keng cho mình luôn nè, quá đẹp, xuất sắc cho cái cặp này nha, phôi đẹp keng này, bắt gặp hết cho mình luôn nha, hai cây siêu phẩm đẹp keng ha. Mã số 20 nha mấy anh, một ngọn 1 ly 8 và 1 ngọn 1 ly 6 nha, 1 ly 8 và 1 ly 6, màu phôi đẹp sáng bóng cho mình luôn ha, màu phôi đẹp sáng bóng. Phôi đẹp keng nha, gần như mới hoàn toàn luôn, phôi quá xuất sắc cho cái phôi này. Đấy. Cặp cân mã số 20 và em bán với giá là 390k nha nha. Cặp mã số 20 390k, màu phôi đẹp keng sáng bóng cho mình luôn. 4,4 và 4,5 nha. Đấy, 4,4 và 4,5, 390k cho cái combo này nhé, 390k. Mã số 20. Và rồi cái cặp cần kết thúc video ngày hôm nay của em ạ. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ với số điện thoại ghi trên màn hình nha, hoặc Zalo của em số 0344555188 nhé. Chúc các anh đi câu vui vẻ và thuận lợi được nhiều cá. Hẹn các anh ở video tiếp theo ạ. Chào các anh.